sẽ kết hợp hai cái. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta đến với một dàn thiết bị âm thanh gồm 4 chiếc thiết bị và 4 thương hiệu khác nhau luôn mọi người. Đây là bộ micro MTK có 2 mic và nó tạo vang. Đấy. Khi cái bộ mic này nó tạo vang, nó kết hợp với một bộ mixer Mark 99. Bộ này chuyên tạo tiếng reverb làm cho tiếng hát nó sâu hơn. Đấy, và khi bộ này chúng ta sẽ lấy tất cả âm thanh nhạc Bluetooth và micro có tiếng vang, có tiếng reverb, chúng ta sẽ đưa vào hai chiếc loa như thế này. Đây là loa UK Pro M8, nó tạo tiếng Trung và tiếng Czech hay. Nhưng mà ngày hôm nay có một chiếc loa này chưa ra mắt đó mọi người. Chắc là chưa, trên YouTube chưa có video nào đâu. Đây là dòng loa Agnos KSNet 445, giá dưới 7 triệu mọi người, cực kỳ hấp dẫn nha. Đấy, thì mình sẽ lấy tiếng trầm và tiếng sub của dòng loa này. Và dòng loa này thì mình sẽ lấy là tiếng Trung và tiếng Czech. Ngày hôm nay mình sẽ thử cho mọi người xem thử nhé. Bắt đầu, đầu tiên là cách mình kết nối mọi người nha. Mình kết nối Bluetooth nè, Bluetooth giữa điện thoại và mixer này. Đó, còn micro thì chúng ta cắm vào đây. Hoặc chúng ta cắm micro có dây vào đây để được, để tất cả mọi thứ. Mixer gọi là bộ trộn đó mọi người. Tên tiếng Việt của nó là trộn, thì nó đưa tất cả âm thanh vào đây. Mọi người để ý nha, mình sẽ lấy âm thanh từ cổng out nè, cổng trái, cổng phải vào đây. Thì cái một cổng cổng phải mọi người, mình sẽ đưa lên cái loa này. Đưa lên cái loa UK Pro M8 mọi người nè, nhìn nè. Mọi người có thể nhìn ở đây nha. Đấy, vào đây UK Pro M8 nha. Thì này nó chỉnh được nhạc đây nè. Rồi, chúng ta vào đây. Đó, còn một cái âm còn lại chúng ta sẽ lấy từ cổng trái. Thì chúng ta vào cổng này. Ta nhìn ở đằng sau loa nó có cái cổng là AUX. Rồi, để cái đó để mình lấy tiếng trầm vào cái loa KSNet 45 này mọi người nha. Mọi người nghe thử nè. Nghe thử là mình sẽ cắt tiếng luôn nha. Cắt tiếng trầm rồi mọi người nghe thử tiếng trầm nó như thế nào. Tiếng Trung và chép riêng nó như thế nào nha. Đầu tiên thì mình sẽ không lấy tiếng Trung và chép, mình chỉ lấy tiếng trầm của loa này thôi. Thử nha, vô. Bây giờ mọi người sẽ nghe tiếng mic nha. Tiếng mic là mình sẽ không có lấy tiếng, mình sẽ không lấy tiếng trầm nha, mình sẽ lấy tiếng chôn kép thôi. Tiếng mic nè. Được. À, quên. Mình sẽ mở lấy tiếng đây chứ. Được. À, quên bật micro. Ok. Rồi nha. 1 2 3 4, mình sẽ lấy tiếng chôn và tiếng chép của loa UK Pro M8 mọi người. 1 2 1 2 6 7 8 9 10. Rồi bây giờ mình sẽ lấy tiếng trầm thôi của cái giọng của mình nha, ở cái loa này. Được 1 2 3 4 5 6 7. Mình chỉ lấy tiếng trầm của cái loa này thôi này. Đó, mình sẽ kết hợp đều hai cái nha. 6 7 6 7 6 7. Đó, chúng ta nghe nó sẽ đủ giải, đủ sức bám chung chép nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ca thử cho mọi người nghe một bài nhẹ nhẹ nha. Tình xưa nghĩa cũ. Vô. Alo, sau đây chúng ta nói chuyện rồi. Mình nghe một khúc nhẹ thôi nha, khúc ngắn thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử cái nguyên lý rồi nha. Bây giờ mình để nè. Tiếng vang này nha. Bây giờ mình cho tiếng vang là không nè. Chúng ta sẽ hiểu được cái tiếng reverb của mixer Mark 99 nó như thế nào nha. Này không vang nha.
Alo. 6. Rồi nghe tiếng river thôi nè. Ở chế độ 2 nha. Bây giờ mình sẽ lên chế độ 5 thôi nè. 6. 6. 1. Cái tiếng river này mọi người sẽ đeo tai nghe và người sẽ nghe rõ hơn. 1 2 6 7. Đó, bây giờ mình sẽ tăng echo lên để mọi người nghe được vừa echo vừa river nha. Đó, echo 4 thôi. Alo. Alo. Từ khi em không còn về quanh sân, là con phố nghe hoang vắng vô trùng. Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em đã đến nơi nào. Ok, đấy. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ thử cho mọi người nghe thử một bài remix cho thử cái dàn này nó có thể ra được không nha. Bài Hãy Cho Tôi, karaoke Nguyễn Hưng. Hãy Cho Tôi. À, bài này là bài tuổi thơ hồi nhỏ hay nghe của bé Bảo Châu hay hát nè. Vô. Đã được rồi, sau đây là 90. Vô. Đã được rồi, sau đây là 8. Hãy cho tôi một giây buồn thôi, để tôi thấy tôi đang sống. Em ơi có hay không? Hãy cho tôi nụ cười là lời, nói với tôi rằng em rất vui, để tôi sống bằng hình bóng. Ok, à, nhảy không được đẹp à, nhưng mà nhiệt tình nhảy thôi. À, sư Vân xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Đấy, thì ngày hôm nay mình đã test thử bộ dàn này để cho mọi người hiểu được cái nguyên lý của từng thiết bị ở trong cái bốn thiết bị này nha. Micro này tạo vang lấy tín hiệu micro, còn bộ mắc 99 này để chúng ta lấy tiếng reverb. À, còn dòng bộ này chúng ta lấy tiếng trầm, bộ này chúng ta lấy tiếng trung và tiếng chép. Đó, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người muốn tìm hiểu thông tin về những bộ này, mọi người có thể nhấn ở phần mô tả thì mình sẽ để link bên dưới nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người có những thắc mắc gì có thể bình luận bên dưới hoặc liên hệ số hotline 0909 366 533 hoặc 0977 287 533 nhé. Số này cũng là số Zalo luôn. À, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất.